Mới đây, ban tổ chức giải Stop and Run Marathon Bình Thuận BTV 2022 có chuyến khảo sát thực tế đường chạy nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn cho các thí sinh tham gia thi đấu, đặc biệt là công tác trực tiếp trên sóng truyền hình kênh BTV và các trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Sau một thời gian bị trì hoãn vì dịch COVID-19, giải Stop and Run Marathon Bình Thuận BTV 2022 sẽ trở lại sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn Stop and Sport phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận tổ chức hoạt động thể thao này. Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 4 2022 tại cung đường Hòa Thắng, Hòa Phú thuộc địa bàn xã Hòa Thắng, Bắc Bình và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Giải Stop and Run Marathon Bình Thuận BTV năm nay dự kiến thu hút khoảng 1.000 vận động viên tham gia các nội dung thi đấu nam và nữ với cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đối tượng tham gia giải đấu là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam. Qua khảo sát, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận sẽ nỗ lực để trực tiếp toàn bộ các nội dung thi đấu của giải trên sóng truyền hình kênh BTV và các trang fanpage của đài. Giải Stop and Run Marathon Bình Thuận BTV 2022 là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, đồng thời quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch Bình Thuận đến với bạn bè trong và ngoài nước, cũng như góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm thể thao biển mang tầm quốc gia.